Cơ sở T-Mac Golden địa chỉ tại số 53 Lạc Long Quân, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa tiến hành các hoạt động khám chữa bệnh dù chưa được cấp phép. Ngay khi nhận được thông tin phản ánh từ Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân phường Đông Vệ đã yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động. Thạc sĩ bác sĩ Lê Quốc Việt, chuyên khoa xương khớp thành phố Thanh Hóa. Trung tâm điều trị xoang công nghệ cao Thanh Hóa. Tất cả các trang quảng cáo này đều giới thiệu đến chung địa chỉ là cơ sở T-Mac Golden tại số 53 Lạc Long Quân, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Sau khi đặt lịch đến khám, khách hàng sẽ được đưa lên những phòng riêng, gặp các nhân viên giới thiệu là bác sĩ để tư vấn thăm khám. Em bị khó chịu nhất là bị làm sao? Cứ sáng kiểu thay đổi thời tiết là tai nó ủ. Có bị nhức hay là bị mỏi hay là bị đau ở mày không? Không. Tai ủ với một ít nước mũi, thỉnh thoảng có ít nước mũi. Hốc xoang của em khi bị viêm ấy, thì cái hốc xoang nó bị sẽ hẹp lại. Cái hốc xoang nó đường dẫn không khí từ cái vùng não này của mình và cái vùng hấp của mình. Thì khi mà mình bị viêm này, cái đường hốc xoang nó hẹp lại. Tí chị sẽ kiểm tra xem có bị phù nề cứng hay là có bị polyp không nhé. Vâng. Tuy nhiên trên thực tế, dù đã hoạt động khoảng một tháng này, nhưng cơ sở này không hề có bất kỳ giấy tờ đăng ký nào với cơ quan chức năng. Ủy ban nhân dân phường Đông Vệ sau khi nhận được thông tin phản ánh đã lập đoàn kiểm tra đối với cơ sở này. Tại thời điểm kiểm tra thì cơ sở cũng chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến do vắng chủ cơ sở không có mặt ở tại cơ sở. Đoàn kiểm tra cũng đã kiểm tra các phòng làm việc của cơ sở thì hiện trong quá trình kiểm tra thì cũng không phát hiện, không thấy có sự xuất hiện của người bệnh hoặc là người sử dụng các dịch vụ ở tại cơ sở. Hiện tại thì phường cũng chưa nhận được các giấy tờ liên quan về các đăng ký hoạt động của cơ sở trên địa bàn phường. Hiện tại, cơ quan chức năng đã yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động bắt đầu từ ngày hôm nay 21 tháng 10, cho đến khi cơ sở có đầy đủ giấy tờ đăng ký hoạt động theo đúng quy định của pháp luật thì mới được phép hoạt động trở lại.